Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay thì mình rất hân hạnh được quay cho anh em một cái video về chiếc FC. Chiếc này là chiếc FC mới về của ICS và em nó là một chiếc FC Tourbillon và chiếc này có mã là FC 980. Với cái dòng FC 980 này thì nó phải nói về độ hiếm là nó cực kỳ hiếm và không phải là lúc nào anh em cũng có thể nhìn được. Cụ thể là nó chỉ có 188 chiếc trên toàn thế giới và được FC sản xuất với số lượng rất là hạn chế như vậy. Và với cái video này thì mình sẽ show để cho anh em có thể thấy được cái vẻ đẹp của dòng Tourbillon là như nào. Chiếc này của mình là chiếc Line New và mình lấy về theo đơn đặt hàng order của một người Anh, và người Anh này cũng đã ủng hộ ICS rất là lâu. Sorry các anh em thì hôm nay mình quay ở ngoài bởi vì shop mình đang sửa cho nên là mình không có quay được ở trong shop. Và mình hy vọng là cái video này nó không quá là xấu để anh em có thể thưởng thức chiếc này. Và đây chính là chiếc Tourbillon FC 980 của mình. Và như các bạn thấy thì nó có một cái lồng Tourbillon ở đây. Như anh em có thể thấy ở đây là chiếc FC Tourbillon này thì nó có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời và nó có một cái sự đơn giản, tuy nhiên lại ẩn trong nó là một cái bộ máy cực kỳ phức tạp. Với cái bộ máy FC 980 này thì như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta có một chiếc đồng hồ với cái mặt dial màu trắng và chúng ta sẽ có một cái viền bằng vàng khối và thân thép không gỉ, và với cái sự kết hợp này thì nó sẽ khiến cho cái đồng hồ của chúng ta trẻ trung hơn rất là nhiều. Ở phía trong thì bộ kim và cọc số của chúng ta thì sẽ có là màu vàng giống như là màu vàng của viền, giúp cho nó có một cái sự đồng nhất trong cái thiết kế. Và như anh em có thể thấy cái lồng Tourbillon này thì nó đang quay rất là đẹp và các bạn có thể thấy nó khác hoàn toàn với những cái open hub mà các bạn đã nhìn thấy. Nó có một cơ cấu cực kỳ phức tạp ở bên trong, nó tự quay tròn. Các bạn có thể thấy là cái này nó tự quay tròn và đây là cái kim chỉ dây của chúng ta. Cơ chế Tourbillon thì được nói qua về Tourbillon thì nó được Abraham Louis Breguet phát minh ra vào năm 1795, và năm 1801 thì ông đã có bằng sáng chế về bộ máy Tourbillon đầu tiên. Và thời đó thì Tourbillon vẫn chỉ được sử dụng để cho những cái đồng hồ mà bỏ túi pocket watch, và nó chưa được đưa lên những cái đồng hồ đeo tay, và mãi sau này thì nó mới được đưa lên những cái đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn. Và sau khi mà qua nhiều năm phát triển của ngành đồng hồ công nghiệp ở Thụy Sĩ thì nó đã thu gọn lại được bộ máy Tourbillon và đưa lên những cái đồng hồ đeo tay của chúng ta. Và những chiếc đồng hồ có Tourbillon thì thường là nó sẽ rất là phức tạp và rất là đắt tiền, và chiếc FC này của mình thì cũng không ngoại lệ. Chiếc FC này của mình có giá hãng nó vào khoảng gần 1 tỷ và với cái mức giá như vậy thì thật khó để sở hữu em nó. Và một cái điểm nữa, nó chỉ có 188 chiếc thôi đó. Do đó cho nên là khi mà mình có thể đặt được chiếc này ở nước ngoài thì anh khách đã quyết định đặt ngay chiếc này đó. Nó phải nói là cái mức độ mà hiếm của em nó rất là đỉnh cao. Các bạn có thể thấy ở trong phía trong luồng trong cái lồng Tourbillon này thì chúng ta có một cơ chế bánh xe đang quay này đó, và nó làm giống như chúng ta nhìn thấy, nó giống như màu xanh lá. Còn tất cả các cái chi tiết khác màu xanh ở đây các bạn nhìn thấy đều là được nung xanh rất là đẹp. Ở trong cái anchor này thì nó có một cái là number 14 này, đó là chính là số limited của chiếc này, và số limited của chiếc này cũng được khắc ở trên phần đuôi. Các bạn có thể thấy là limited number 014/188 đó. Đây là phía sau của bộ máy Tourbillon của chúng ta thì chúng ta sẽ có bộ máy FC 980. Bộ máy này có 33 chân kính này, 28.800 tần số dao động và có 48 giờ tích cót. Với một cái cơ chế Tourbillon khủng như vậy thì hoàn toàn là chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi trọng lực của trái đất, và cái bộ máy Tourbillon này sẽ giúp cho đồng hồ của chúng ta chạy cực kỳ chính xác. Đó là một cái ưu điểm của Tourbillon. Và nói qua về chiếc này thì nó sử dụng đó là Tourbillon Carousel. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu là Tourbillon cổ điển và Tourbillon Carousel nó khác nhau như thế nào thì các bạn có thể search Carousel ở trên YouTube thì các bạn sẽ thấy ngay cái video nói lên cái sự khác nhau của hai dòng này, và các bạn sẽ thấy ngay.
Chiếc này thì nó có cái thân khá giống với dòng 7 series 705 này, 710, cho nên nó thuộc dòng slimline, cho nên các bạn thấy là nó có cái thân khá giống như vậy. Nó sẽ có cái núm ở đây của chúng ta, đó là cái núm quả quýt. Và ở phía chúng ta cũng có sử dụng một cái bộ khóa giống như vậy, giống dòng 7 series bộ khóa bướm rất là quen thuộc. Bộ dây đi kèm của em nó vẫn còn cực kỳ mới, và đây là một chiếc line new, cho nên là để được bộ dây như vậy, mới như vậy, thì thực sự chủ cũ thì người ta sẽ rất là giữ gìn. Các bạn có thể thấy là khi mà mình quay chi tiết này, ngắm nhìn cái bộ máy này, nó cực kỳ đẹp và nó cứ quay như vậy. Đó, các bạn sẽ thấy này, cái bánh đà này thì cái bánh xe này của chúng ta thì sẽ có cái logo FC ở phía trong, và nó quay rất là đẹp, nó cứ thế nó quay tròn. Đó, cơ chế tourbillon nó hoạt động cực kỳ phức tạp, và với cái cơ chế này nó sẽ triệt tiêu toàn bộ cái trọng lực của chúng ta. Đó cũng là một trong những cái lý do mà Abraham Louis Breguet đã muốn thiết kế ra cái bộ máy tourbillon, là để triệt tiêu những cái trọng lực cho những cái người thủy thủ mà vào đầu thế kỷ 18 người ta đi biển, người ta rất cần một cái đồng hồ chính xác. Đó, các bạn có thể thấy là chiếc Breguet Constant FC 980 này nó còn một cái điểm rất là đặc biệt, đó là ở đây các bạn sẽ thấy một cái bộ kim. Mình sẽ quay chỉnh giờ cho các bạn thấy. Chúng ta sẽ có một bộ kim ở đây, đó là chính là kim GMT, nghĩa là kim 24 giờ. Hiện tại thì nó có hình mặt trời đang ở góc 12 giờ thì tức là 12 giờ trưa. Đó. Và khi các bạn quay đến 6 giờ chiều thì các bạn sẽ thấy là ở phía bên trái này của chúng ta sẽ có một nửa của kim đó còn lại, đó là cái kim mà đã có biểu tượng mặt trăng đây. Thì nó sẽ lên, và cái kim này nó sẽ, khi mà cái kim này bắt đầu vào số 6 thì tức là 6 giờ tối. Đó, các bạn sẽ thấy đây là cái cách mà FC làm rất là đẹp. Và khi mình chỉnh giờ thì các bạn thấy cái lồng tourbillon của chúng ta đang dừng hoàn toàn lại. Đó, và nó sẽ chỉ chạy khi mà chúng ta ấn vào. Đó, các bạn sẽ thấy cái cơ chế của chiếc đồng hồ này nó rất là đẹp, và nó có đầy đủ các cái thông tin. Các bạn có thể thấy, các bạn có thể theo dõi ngay, nó rất là dễ dàng. Với chiếc tourbillon này thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta chỉnh giờ xong thì các bạn sẽ cần lắc và chúng ta lên cóp một chút để cái lồng tourbillon nó lại chạy được tiếp. Đó. Bộ kim và cọc số của chiếc này thì được làm hoàn thiện cực kỳ tốt. Mặt dial của em nó màu trắng, và chúng ta sẽ có cái kính sapphire cong nguyên khối. Và với kính sapphire cong này của chúng ta thì có một cái lớp phủ AR màu xanh rất là đẹp, giúp cho cái mặt đồng hồ chúng ta trở nên lung linh hơn, và khi mình quay thì các bạn có thể thấy cái ánh xanh nó lên rất là đẹp. Đó. Thực sự là nhìn cái lồng tourbillon này chạy thì rất là tuyệt vời, và nó là một trong những cái thiết kế gọi là kinh điển của đồng hồ Thụy Sĩ, và anh em nên ngắm nhìn nó, bởi vì ICS cũng không biết rõ là lúc nào thì ICS có thể đem về một chiếc tourbillon khác. Đó. Chiếc này thì ICS đã bán với cái mức giá là trên 300 triệu, thì thực sự là bây giờ cũng khó có thể đặt thêm một chiếc nữa, cho nên là nếu như anh em có nhu cầu thì có thể contact ICS có thể tìm và báo với anh em giá của, nếu như anh em quan tâm đến chiếc này. Đó. Chiếc này thì có size là 42mm và nó có độ dày vào khoảng tầm 12-13mm, cho nên là nó sẽ hoàn toàn phù hợp. Nếu như anh em tay 17 là đeo sẽ đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Và thực sự là chiếc này khi mà trên tay nó rất là đáng yêu, cho nên là anh em có thể không cần phải lăn tăn gì cả. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.